một bên có núi, một bên có biển. Hôm nay mới thấy cái biển ha, biển Nagasaki. Và đây là một cái nơi mà có nhiều đảo nhất của Nhật Bản. Đúng rồi, okay. chính xác. Quá nước, tuyệt vời. Nước trong. Nước trong. Có cá, nhảy xuống bắt. Càng hay không? Hay quá, ổn định quá ha. Càng không? Thôi, em không càng chị càng nhảy không? Không. Ờ, em càng thôi. À, thật là đẹp. Đang thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên. Bây giờ đi ăn đó. Rồi, hiểu đi ăn cái gì, nhiệm vụ ra. Đâu, được coi. Cái chỗ này thường thường là nó ở ngay gần bờ biển nè, Tây nè, nè, quay qua, quay qua. Quay qua, nhìn tầm nhìn xa. Chỗ này là gần đóng tàu nè. Đây nè, phóng tầm nhìn xa, thấy chưa? Cái chữ Oshima nè. Nhìn qua bên kia thấy chữ Oshima chưa? Em đi Oshima, xa. Mắt tinh dễ sợ luôn á. Vậy em cũng thấy nữa. Oshima. Rồi. Mới, chuẩn bị nè, 1, 2, 3, nhảy ra. Oshima. Ô gì bơi lạnh chết. Nằm tại thị trấn Oshima, thành phố Sakai, tỉnh Nagasaki, là công ty đóng tàu của Nhật được thành lập năm 1973, sản xuất và bán tàu chở hàng cho khắp nơi trên thế giới. Đây là một trong những công ty đóng tàu hàng đầu Nhật Bản. Có nghĩa là nó có thể là cẩu được 1.200 tấn. Đó nhà sao tiệm. Ồ, nhìn đó, chào. Người Việt Nam rồi. Chào là thấy hiểu rồi. Hiểu rồi. Yeah. Việt khách luôn hả? Trời ơi. Xin giới thiệu, đây là Việt Nam. Phương và đây là Cát Tường. Hai người đây đang tới đây để mà thực hiện một cái nhiệm vụ, đó là giao lưu với các anh chị, những người Việt cùng với nhau. Coi thử coi mấy anh hàng ngày làm cái việc gì. Mà xin giới thiệu trước đi, em tên gì? Em tên là Ngọc ạ. Ngọc. Em tên là Nghĩa. Ngọc dễ thương chứ bộ. Em tên Tiến. Em tên Thức. Nghĩa Tiến Thức. Chào mừng các anh chị đến với công ty Oshima. Bây giờ mời các anh chị đi tham quan. Ok. Đầu tiên, hãy cùng theo chân những công nhân người Việt Nam tham quan bên trong nhà máy. Rồi, xuống xem thử xem. Ôi. Wow. Trời ơi. Ê, mình đang ở dưới, Ờ, cái tàu nó bự lắm. Ủa, cái này gọi là cái gì? Cái trong chân dịch đúng không? Nơi Thiên Vương và Cát Tường được dẫn đến đó là phần đáy tàu của một con tàu chở hàng khổng lồ. Đây chính là nơi làm việc thực tế của mọi người. Bự quá trời bự vậy. 7 thước. Wow. Rồi bự thiệt bự luôn. Cái vậy mà mình có cái chậu cái xe mà chở ra biển được cũng ghê gớm bộ. Ủa anh, là mình đang ở dưới đấy. Khi mà cái này mình đóng xong á thì người ta sẽ mở đọc lên, nước sẽ tràn vô và tàu chạy ra ngoài thôi chứ mình không bị. Có nghĩa là ngay chỗ này nếu mà người ta muốn đưa cái tàu ra là người ta ngập nước ngay chỗ này luôn. Mình đây đang hiện tại đang ở dưới lòng biển rồi. Vậy đó hả? Tàu trắng đây ở dưới lòng biển khoảng 15 phút. Có người là mở đập ra nước biển càng vô. Càng vô xong rồi cái chiếc này nó cả nhiều dữ vậy ta. Nâng lên là nó chạy ra ngoài luôn. Thấy đập lên lại là nó như nó khô, nó lại như vậy. Đóng sập lại hút nước ra. Mở nước vô là sao ta? Hút nước ra. Hút nước ra thì họ sẽ bắt đầu lại. Hút nước ra là chiếc khác. Vậy là làm chiếc khác nữa. Bây giờ là mình làm tới như bao lâu thì nó mới ra được nằm ở đây? Bắt đầu từ khi mình cắt thép cho đến khi mình sản xuất được con tàu này mất khoảng 8 tháng. 8 tháng. Vâng. Mình bắt đầu vô làm bộ phận lắp ráp là lắp ráp ngay tại chỗ này luôn. Dạ không, mình lắp ráp từ xưởng đằng kia, sau đó là chúng ta sẽ di chuyển qua các cửa theo dây chuyền. Dễ coi nó từng khâu nhỏ nhỏ. Thì mình phải đi tới xưởng coi. Đúng rồi. Dạ, em sẽ dẫn các anh chị về đi từ cái chỗ nhỏ nhất. Yeah. Cho tất cả các khâu đóng tàu sẽ như thế nào. Mà tao sẽ vô anh đi luôn, lên luôn anh đi luôn đi. Đi nha. Đi luôn đi. Rồi, đi nha. Yeah. 1, 2, 3, Khu vực này là nơi hàn các bộ phận riêng lẻ của tàu lại với nhau. Tụi anh hay làm việc ở đây hay sao? Dạ đúng rồi, em làm những công việc hàn và nối đầu của sắt. Ơi là máy hàn rồi. Máy hàn rồi, tới cái đoạn mà máy không hàn được thì những công nhân họ sẽ hàn cái đó. Dưới 20kg á thì người làm nhưng mà có người là người bưng bê, nhưng mà trên 20kg là máy móc. Không phải giống người hành tinh sướng quá. Ở trong này làm trong này đấy còn bị lãng tay không? Dạ không, chỉ có mini sen, có đồ bảo hộ tay. À vậy hả? Đâu đâu là cái gì đâu? Là thế cục đeo với ai cũng có hết, ai cũng có hết. Có cái này. Bảo hộ tay rồi, cái này cũng mắc rồi.
có miếng da nè để mà cái như chống bị bụi của cái hàng. Ủa, một ngày làm tụi mày mấy tiếng? Dạ, một ngày làm 8 tiếng được. 8 tiếng? Ờ, ăn uống rồi tụi mày hết luôn? Dạ, ăn uống công ty lo được. Ờ, đã quá. Ủa, mọi người là làm chung, vậy là hai mẹ cũng làm chung việc này luôn hả? Dạ, dạ. Ờ, qua đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em qua đây được nửa năm hơn rồi. Nửa năm hơn rồi. Lần đầu tiên mà cái như Thiên Vương và chị Cát Tường vô được một cái xưởng làm những cái chi tiết của con tàu. Ở đây nó rất là lớn, rất là rộng. Có thể chắc hai cái máy bay vẫn lọt vừa. Ổn định lắm. Tiếng ồn cũng rất là ổn định. Nói rất là to. Chắc là kia sẽ nói mà quen là nói to vậy luôn á. Xin chào anh, được biết là anh là người quản lý ở đây. Thì không biết là anh thấy người Việt Nam ở đây làm việc như thế nào ạ? とても良くて日本人にも負けないぐらいの技量を持っていて真面目に やっぱり一生懸命やってくれる姿っていうのはもうみんな影響が大きいです。ああ、おい、なんかやりたい。あの、仕事終わった後とかですね。あの、休憩場所に行って、お話をしたり、あの、一緒にジュース飲んだりですね。あの、しながら、お互いいろんなことを話して、あの、コミュニケーションを一つずつ取っております。今、部分だけ入れら khi mà những các anh công nhân có thể là mới vừa qua tiếng Nhật chưa rõ thì lúc đó là có bị bất đồng ngôn ngữ với nhau hay không? 会社の通訳の人を呼んで、あのどういうふうに言ってますかっていうことを聞きながら、あのお互い手取りですね、こうジェスチャーしながらやっております。はい。 Bây giờ ngược lại đối với các anh có sợ anh không? Dạ không. Tại vì anh rất là hiền, nói chung là cũng quan tâm tới anh em. Cố gắng nhiều khi cũng không hiểu, cũng cố gắng để tìm hiểu, để hiểu anh em hơn, để trong công việc đó. Tụi em làm ở đây thì cấp trên cũng tạo điều kiện cho tụi em làm công việc tốt như an toàn các thứ, hay là trong đời sống, bệnh hoạn hay là gì cũng cứ đưa em đi bệnh viện hỏi thăm sức khỏe mỗi ngày. Kêu tụi em là phải cứ chú ý đừng để xảy ra tai nạn này các thứ. Bây giờ là người trong gia đình nữa ha. Người Việt Nam cho nên mình làm việc ở đây, mình làm việc rất là tốt để mà càng ngày càng phát triển hơn nữa trong sự nghiệp. Đã đến giờ nghỉ trưa, giờ thì hãy cùng ra ngoài đi ăn với các công nhân người Việt Nam luôn chăm chỉ làm việc. Mấy em đi làm xong á là mình ăn cơm thì là mình ăn như thế nào? Cơm có đầu bếp Nhật mướn đầu bếp nấu riêng cho tụi em. Ồ vậy hả? Kiểu Nhật có mà kiểu Tàu có, kiểu Việt Nam cũng có luôn. Nói chung là đầu bếp nó nấu ba kiểu món ăn luôn. Ăn ngon không? Nói chung cũng đủ sức để đi làm. Đúng tạm. Nói chung là mình ăn được, sống được, ok đúng không? Bữa giờ mình vẫn có luôn có một câu hỏi tới những hỏi về lương á, mình phải hỏi cho biết để nhiều khi cho Việt Nam ta cũng hiểu là mấy anh này đi qua đây làm việc phải xa gia đình thì đúng rồi, thu nhập đúng rồi. Có nghĩa là phải xa gia đình thì phải thu nhập như thế nào thì mới đi đúng không nào? Hỏi nè, mức thu nhập hàng tháng của các công nhân Việt Nam tại cái xưởng đóng tàu này là bao nhiêu? Em biết đúng. Mà em biết mà từ trời câu phỏng vấn là sẽ chuyển thành câu đố cho tụi em thôi. Đi không có mang được cái quà gì về, toàn mang câu đố về không? Có suy nghĩ, em nghĩ là phải cao á. Cao, ngay tại công nhân đóng tàu ở Việt Nam thì mức thu nhập cũng rất là cao. Cao là nhiêu? Thì em nghĩ là ở đây lương là khoảng từ 30 đến 40 triệu một tháng Việt Nam đồng á. Đây là công việc họ đóng tàu rất là lớn thì phải 60 triệu một tháng. 300 ngàn yên hả? Cái tiền bạc so với Trinh sao nó phóng khoáng quá ha. Đúng rồi. Vậy thôi, thà đầu nó 40 lên 50, đầu là 20 cái may nó ít, cái nó quất lên cái 60. Anh chị thấy là điểm yếu của em là về tiền, là suốt ngày cứ tập trung vô hỏi là tiền, cái tiền mức thu nhập. Bây giờ chỉ có là 50-60 thôi, giờ anh chọn đi, sau đó là anh không được đổ thừa em nữa. Hả? 50 với 60 ha, cho chọn hai mức đó thôi hả? Giờ quy ra yên đi là 300 ngàn yên đúng không? Tâm đấy, được không? Được. Vậy là 60 triệu đó. Ờ, chọn luôn. Rồi, chọn đi. Yeah. 300 ngàn yên. Xin mời đáp án. Thu nhập của tụi em nói chung là mỗi một tháng tụi em trừ hết tất cả các khoản bảo hiểm, thuế hay là tiền ăn, tiền nhà thì tụi em còn dư khoảng là 13 lá. 13 lá coi là 130 ngàn yên. Coi như một tháng dư được 25 đi ha. 25 triệu. 25 triệu ha. Ồ, một năm cũng ổn định, 300 triệu. Đâu có được dư. Còn dư hả? Vậy lương là bao nhiêu? Thôi cái gì? Câu hỏi. Biết. Hiểu rồi, mấy anh này nè, anh nào? Hỏi ai? Hai, hỏi gì? Khi em đến công ty Oshima làm việc, em có một điều rất là bất ngờ là người Nhật trước khi người ta vào làm công việc, người ta làm một việc, đó là việc gì? Đố anh chị biết. Người Nhật trước khi vào làm việc, người ta có thói quen gì? Khó ha. Người Việt Nam mình thì làm những cái công việc như làm nghệ thuật á, thì thường có thói quen là khấn tổ, là thắp nhang. Rửa tay. À, rửa tay. Nhớ chị Hạnh trong trong nhà hàng là rửa tay. Ta làm đó, trong nhà hàng. Ta làm nhà hàng. Xưởng đóng tàu. Rửa tay đừng vô. Mặc đồ bảo hộ. Hàng hả?
Không phải là chỉ ở cái xưởng đóng tàu này là họ có thói quen này. Không phải là một công việc nào hết. Chào nhau hả? Chào hỏi nhau. Chào mặt trời. Chào mặt trời hả? Là sao? Gì vậy? Nghĩa đây là một cái việc mà nó mang tính là nghi lễ hình thức hơn là mang tính cộng đồng hơn. Vậy là chào hỏi nhau à? Em nghĩ chào hỏi nhau thì người Nhật lúc nào gặp nhau cũng chào hỏi rồi. Đó là một cái thói quen. Sáng, trưa, chiều, tối luôn. Thì có thể là chào nhau rồi chúc nhau là một ngày làm việc tốt đẹp. Bỏ tiền vô thùng. Đúng rồi, tiết kiệm. Thêm thôi, không nói nữa. Không, người Việt Nam chưa có thói quen đó. Wow. Mà thói quen này rất là tốt. Hít thở. Người ta không hít thở là gì, người ta sống. Sau. 5, 4, cái gì vậy, 3, 2, 1. Chúc nhau làm việc tốt. Chắc vậy đi, em thấy cái đó là cộng đồng. Rồi. Chúc nhau làm việc tốt. Trước khi vào công việc, có làm một việc. Đúng rồi. Hồi nãy trên xe đi mình có thấy. Tôi đâu có thấy đâu. Nhân viên. Đúng rồi. Mọi người đều ra đứng èo èo. Khởi động. Ổn định. Tập thể dục là chào mặt trời đó. Vậy cũng suy ra được. Tại vì hồi nãy tụi chị cũng bất ngờ chứ không phải riêng gì em. Đúng vậy. Đáp án là thể dục. Buổi sáng nè. Rồi tới khi mà ăn trưa xong, nghỉ ngơi xong rồi dậy cũng tập thể dục nè. Đang làm việc khoảng xế chiều cũng tập thể dục nè. Tại vì họ muốn là làm cho cái tinh thần lên, sảng khoái lên. Thể dục buổi sáng, hít thở. Họ có một cái bài nhạc. Khi mà nghe nhạc đó là tự nhiên chung tay nó sẽ động đậy. Mà coi như không ra tập là không được. Cảm thấy khó chịu. Em mới qua đây thì em cũng nghĩ trong đầu mình là tại sao đi làm nguyên ngày rồi còn đi tập thể dục, nó mệt lắm. Nhưng mà đúng thì sự thì khi mà tập thể dục xong á, và buổi trưa khi mà mình mới ăn cơm xong thì thường thường coi như bụng thì trùng cái da mắt thì nó hay bụng ú. Đấy. Thì tập thể dục xong thì mình cảm thấy tinh thần mình rất là sảng khoái, bắt đầu làm việc. Thì ra là vậy. Mình đã có dịp gặp nhau ở ngay tại đất Nhật như thế này thì tội gì mà mình không đi chơi một buổi cho nó thoải mái lâu tinh thần được ngày đi để mình có thể mình làm việc đúng không? Thế thì các anh đã bao giờ tới chỗ như thế này chưa? Trung tâm mà vũ trụ? Dạ chưa. Chưa bao giờ? Thế thì còn tội tình gì nữa mà mình cứ vô mình chơi cho thoải mái đi. Đây rồi, như thế chị. Rốt cuộc thì bảo tàng khoa học vũ trụ là một nơi như thế nào nhỉ? こんにちは。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 
いいですよ、はい、たくさん楽しいところがありますので、え、ぜひ体験してください。じゃあ一緒に行きましょう。はい、どうぞ。Chúng ta học giờ đó. Bảo tàng vũ trụ và khoa học tỉnh Saga là bảo tàng khoa học tổng hợp có quy mô lớn nhất Kyushu, được xem mô phỏng bước đi trên mặt trăng và trải nghiệm những dụng cụ được sử dụng trong thực tế để huấn luyện các phi hành gia trong thời kỳ đầu. Tại đây, mọi người đều có thể chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao tại cung thiên văn được trang bị máy chiếu hiện đại nhất, cũng như có thể có được những trải nghiệm mà mọi người không có cơ hội được trải nghiệm ở vũ trụ hoặc trên địa cầu. ここはマイナス20度の世界というところでとっても寒いです。それを体験してほしいです。いいですか？để ông dịch ông cái này. Có nghĩa là ông vô đây là mọi người phải cởi đồ ra hết để cảm nhận được cái độ lạnh của nó. Phải không? せっかくなのでじゃあ上着を Tao gọi ra tao mặc cái gì tao cũng có khác. Ok. Hãy đi thôi. Hối hận gì nãy đạp xe đạp cởi áo đó ra. Đẩy vô kìa. Thôi. Nước à? Nam cực à? Ồ, Nam cực, Nam cực. Kệ chứ, Nam cực tôi đâu có chơi. Từ dễ sợ lạ lắm. Nam cực nó minus 20 độ ảnh hưởng. Chịu hết nổi rồi đó. Rồi mờ kính luôn. Cái này nổi khổ của người cận thị nè. Mấy cái chỗ này là cái kiến. Đóng luôn nè. Bỏ vô lò vi ba hấp mới được anh ơi. Trời, đóng băng luôn hả? Bán đồ là bây giờ chùi không ra luôn hả? Ôi trời ơi. Nơi mà các bạn đang hướng đến đầu tiên chính là ここはムーンウォークと言いまして ting 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 ting
それはダンスの文を。マイケル・ジャクソン。やっぱや。月の重力を疑似体験しましょうというコーナーです。Đây là một loại máy sử dụng lực đàn hồi cho người đi bộ, có cảm giác như đang đi bộ trên mặt trăng, nơi có trọng lực bằng 1/6 của trái đất. Nhìn thấy vậy mà đi không được, không bước được. Các nhà du hành vũ trụ đã dùng thiết bị này để biết được mình đang đi về hướng nào trên không gian vũ trụ. Không đi. Có tình dục được lên mà. Không phải có tình dục. Đáp ngược lại hả? Đáp ngược lại hả? Nhưng mà mình phải làm sao mình bước được lại. Đúng rồi. Bây giờ trọng lượng mình còn có 1/6 mà mức bình thường nữa. Mà chị cứ nhúng một cái thì là nó dằn lên. Đúng rồi. Hay quá, nãy là cần chạm chân cái hết cả dằn lên. これは初期の頃の宇宙飛行士が実際に訓練に使ってた、機械です。これを皆さんに体験してほしいです。Em nhìn thấy cái máy này rồi nè. Tưởng tượng ra được nó sẽ làm cái gì anh Dương rồi nè. Cái máy nó sẽ thì nó phải có những cái gì đó nó phải lên xuống lượn vòng hoặc là nó âm vô. Hãy cho anh chị nhiều những cái thử thách kinh hồn như thế này bởi vì anh chị thích. Đứng dưới đất kêu cũng thường thôi trời ơi. Không làm á. Thiệt là sảng khoái. Nhưng mà em không chơi nữa đâu. Thiên Vương và Cát Tường đã trải qua một quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cực kỳ vui vẻ với những người Việt Nam đang cố gắng làm việc tại Nhật. Và giờ thì mọi người sẽ phải chia tay nhau tại đây để đến với nhiệm vụ tiếp theo. Nghe nói là vào buổi tối hôm đó ở Nhật Bản sẽ có lễ hội nên Thiên Vương và Cát Tường mau chóng di chuyển đến đền thờ Yutoku Inari. Tới được đền thần Yutoku. Của Yutoku. Chị thấy mình rất là may mắn được cái chuyến đi này. Ừ. Được ăn ngon nhanh năm thắng cảnh rồi mà thật sự bản thân chị rất thích đến những cái nơi mà nói chung là tâm linh á, hơi linh thiêng á, mình cầu nguyện á, chị thích lắm luôn á. Trời ơi. Vậy là mình may mắn quá. Nghe nói là người ta thường tới là để mà cầu nguyện về công việc làm ăn, rồi gia đình êm ấm, hay nói chung về sức khỏe, nói chung một cái gì mà trong vấn đề cuộc sống. Yutoku Inari là ngôi đền có cấu trúc giống chùa Kiyomizu ở Kyoto, do gia tộc Nabeshima xây dựng vào năm 1687. Cùng với Shinze Nikko là một trong ba đền Inari lớn nhất Nhật Bản. Vào ngày 8 tháng 12 hàng năm, tại đây sẽ diễn ra lễ hội mùa thu Ohitaki. Có phải khách hàng không? Ê, người ta cũng không chờ. Chị nghĩ đây là cầu nguyện gì đó. Ồ. Cái này dùng để làm gì vậy? Có nghĩa là cái tấm thẻ này á, giống như là mình sẽ viết tên lên của mình lên. Muốn cầu nguyện điều gì? Cầu nguyện điều gì trên này thì mình sẽ ghi lên. Nhưng mà em đang thắc mắc nè. Ở đây ở Nhật, thần của Nhật. Mình không biết tiếng Nhật, mình biết tiếng Việt rồi sao? Đã nói thần là ở trong tâm, thần ở trên trời, viết tiếng gì người ta cũng hiểu hết. Thành tâm cầu nguyện ghi đi. Mình sẽ bỏ cái này nè. Sẽ dâng cái này lên. Nè, đúng rồi đó, hồi nãy em đoán chỗ này là đốt lửa nè. Rồi cái người đại diện này sẽ dâng tất cả những cái này lên cho thần. Lễ hội Ohitaki này đã được tổ chức liên tục 350 năm, là lễ hội truyền thống vào mùa đông để tạ ơn thần linh đã ban cho mùa thu, được vụ mùa bội thu và công ăn việc làm ổn định. Vào lúc 20 giờ, trong đền sẽ đốt một đống củi xếp như ngọn núi, độ cao của cột lửa lên đến 20 mét. Người chủ trì, chủ đền thờ thần đạo sẽ từ chính điện mang ngọn lửa thần ra. Chụp nè, nó mới chụp nè, báo.
chụp thấy mặt trong bầu trời đêm, ngọn lửa bùng sáng lên, khách viếng đền chắp tay cầu nguyện hạnh phúc cho năm tới. Và cũng có lời tương truyền rằng thần linh đã hứa rằng nếu ai đứng dưới ánh lửa này thì năm tới sẽ không còn bị bệnh và có sức khỏe dồi dào. Wow. À. Tôi bắt đầu ganh tị hai người rồi đó. Sức khỏe dồi dào. Cái tối này chắc thích lắm hả? Thích. Liệu hai vị du khách này đã cầu xin chuyện gì đây? Điều con nguyện của Thiên Vương đó là cầu cho gia đình được bình an, hạnh phúc. Và sau đó thì làm ăn phát đạt. Con tên Nguyễn Trí Cát Tường, xin thần linh phù hộ gia đình con được nhiều sức khỏe. Tôi cũng được biết là cái đền của mình thì là ngày này hàng năm tổ chức buổi lễ. Hôm nay là cũng chính là sinh nhật của tôi mà tôi được đến ở đây. Cũng cảm thấy là mình rất là may mắn khi mà được tham gia vào buổi lễ trong ngày hôm nay. ありがとうございます。神様にね、ご縁があるんでしょうね。このお祭りはですね あの、綺麗な体、心も体も清めて新しい年を迎えましょう。それでやるのがこのお火焚き神事。火はすべてを燃やし尽くすね、力がありますでしょ。だからね、いろんな霊力があって、体についた罪や汚れを払い清める力があるんですよね。それで皆さんね、この日に当たるんです。 Nhưng mà tôi có một thắc mắc nữa là lúc nãy là Thiên Vương và Cát Tường là có một viết một cái sớ dâng lên thần để mà cầu nguyện. Nhưng mà chúng tôi viết bằng tiếng Việt thì không biết là thần có hiểu hay không? あのね、神様はね、まず世界中の言葉が読めます。それと宗教とかね、人種、国籍問わずみんなウェルカムだ。ウェルカム。 Cảm ơn rất nhiều, Master. Cảm ơn rất nhiều. 1, 2, 3.